Chào xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Chào Hải, xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. À, thưa các bác, sáng nay cháu được lên thì lên cái kế hoạch mà hôm trước cháu được cũng có chia sẻ lên các bác là được cô Huỳnh Thị Gia Minh là cô có hỗ trợ là bao cháu về chuồng trại cũng như là về giống lợn nữa các bác. Đấy, tuy nhiên thì gạch thì cháu lực là đem lên trên nhà của em Sử là hết rồi các bác. Đấy, nhưng mà cháu lực đang tìm người về xây các bác. Thì người xây nhưng mà thực sự ra là không có ai để mà người ta lên xây cả. Để chiều nay cháu lực cố gắng liên lạc, thì nếu mà không có ai nhận xây thì là mấy anh em sẽ tự nhận xây luôn các bác ạ. Tại vì là xây ít quá, người ta cũng không có muốn xây. Cái phần kinh phí thì nó hẹp hòi đấy các bác ạ. Đường thì nó đi đường thì lên trên này là lên xa, thực ra là người ta không có bó công mà lên. Đấy thì em Sử thì là hiện tại là lên trên để mà đào đường rồi các bác ạ. Còn đào đường ở đâu thì Hải có thể là nói cho anh biết được không? Được ạ. Đào đường ở đâu? Đào từ chỗ điểm trường kia đến trên kia. Trên kia đúng không? Đấy, lúc mà chuẩn bị bước vào làm nhà đấy cô bác ạ, thì cháu Lực cũng đã chia sẻ lên cho các bác biết được rằng là sau này thì cái con đường mà từ chỗ điểm trường ra đến tận phía trên này cô bác này thì người ta sẽ đào đường là 3 mét. Hiện tại là ở phần phía bên kia thì cháu Lực đang thấy là người ta đào rồi đấy. Trước đợt mà mới làm nhà ấy, thì cháu Lực cũng có biết một chút về cái thông tin mà đào đường ấy, thành ra là cháu Lực mới quyết định là làm nhà ở phía trên cái mảnh đất của các em, thì không ra bên đường nhà mới nữa, ra bên chỗ đường của bác ạ. Đấy, bên kia thì đang có một bạn gái là cũng ra hộ hai anh em với cô bác. Em Sử thì không có ở nhà rồi. Đấy, bây giờ thì anh em mình chuyển gạch ra sang bên kia nhá. Để bên đây thì nó cũng vướng quá, để bên kia thì tiện là ngày mai mình sẽ xây luôn. Mỗi lần thì Hải được tầm bao nhiêu viên? 2 viên thôi nhỉ? Thì anh 3 viên đi. Đây thì bây giờ sẽ xếp vào đây thôi nhỉ? Đây. Còn về cái phần chỗ mái hiên này của bác này thì là cháu Lực cũng đã cùng em Sử làm xong rồi đấy, và xin nói với các bác thêm một chút nữa các bác nhé. Và hôm nọ đào ở đây thì muốn để rằng là đợi cho nó thêm một thời gian nữa cho nó cứng cái phần đất rồi thì mới xay xem là nó có bị lún xuống cái kia không. Một cái chuồng lợn mà rộng rãi thế này thì Hải lấy cái chổi ra quét cái chỗ này tí, sau một tí nữa lấy cát ở đây luôn. Đây, một cái chuồng cũng nhìn trong thì cũng khá là rộng đấy các bác ạ. Thì sẽ xây từ bên trong này vào này. Xây từ trong này vào. Đào ra đến tận 5 mét bên này. Bên kia thì chắc là cháu Lực sẽ đào vào trong thêm một tí nữa. Đây, còn về lợn thì là cũng đã lấy được một con về để rồi các bác. Con này là con lợn mà nó đẻ. Con lợn nái đấy. Hải lấy quét quét hết chỗ này xong rồi một tí nữa lấy cái chổi ra quét, lấy bật lửa ra. Ra anh quét không? Hải thì lấy bật lửa đi. Cắt nhà các em thì vẫn còn là còn đấy các bác, cho nên là tận dụng lại. Đây. Thực phiêu này thì là sẽ vắng mặt là em Sử của bác ạ. Em Sử thì đi đào đường rồi. Đây thì các em lại không có lấy bạt phủ vào ấy, thành ra là ở trên bề mặt của nó là có cái lá cây khô, lá cây này nhiều quá. Hải gom rơi khi xong là đốt đốt đây Hải nhá. Hải đốt trước một tí đi, Hải kéo mấy cái cây này.
Đấy, sau này nếu mà hai anh em mà đến lúc đấy mà có em sửa lấy vợ rồi, xong rồi đến lượt em Hải lấy vợ thì có thể là đào ở đây thêm một cái mảnh nữa ở đây cũng được. Đấy, ôm đi, đi đốt cái cây cho nó cháy đã. Anh em mình đốt đây thêm một chút nữa thì lại tiếp tục là vận chuyển gạch ra bên kia. Ở đây thì cháu Lực cũng đọc được là một số cái bình luận ở trên kênh nói rằng là khi mà em Hải đi lấy rau để đi bán ấy, thì là cũng được cháu Lực đạo diễn. Thì cháu Lực không có hiểu tại sao mà các bác lại ở trên kênh thì có một số bác lại nói cháu Lực là đạo diễn. Các bác theo dõi được thì các bác cũng tự hiểu rằng là cái cuộc sống hàng ngày của các em có như thế nào, thì cháu Lực đều cháu Lực chia sẻ như thế đấy thôi cô bác. Đây không phải là các bác giúp đỡ làm nhà rồi thì lại các em lại cứ quanh quẩn là ở trong nhà là không có làm thêm việc gì nữa, thành ra lại ỉ lại một cái tính rất là lười đối với các em. Đấy, mặc dù là hàng tháng là được bán Phạm cũng có gửi cho các em thêm tiền nữa các bác, thì cái số tiền đấy thì nếu mà trong tháng không có sinh hoạt hết thì tiết kiệm lại để mà sau này thí dụ để mà lúc nhà mình ở đây thì cháu Lực không có nói là trù mở các bác nhé, nếu lúc mà ốm đau ấy các bác thì còn dùng cái tiền đấy để mà đi viện, đi khám, đi thăm khám mua thuốc nữa. Ở đây thì không phải là một mình là em Hải là đi lấy cả cô bác ạ, còn là có những cái bạn nhỏ xung quanh làng ấy đi đấy, nhưng mà những cái bạn nhỏ đấy thì cháu Lực không có ghi hình. Có cháy được không Hải? Đấy, nhiều lá cây quá Hải ạ. Ủa anh bê gạch kia, bê gạch đấy, mấy lần bê hai viên rồi đấy, biết được không? Hả? Pro này thì là hôm nọ cháu Lực cũng lá mua thêm là 10 tấm của bác ạ, 10 tấm Pro. Đấy, sau khi mà làm xong thì cháu Lực sẽ thông báo các khoản mà cháu Lực đã chi tiêu khi mà được cô Minh là gửi cho cháu Lực. Bây giờ anh quét ra đây Hải, gom gom như thế này đi nhá. Hải bạt, Hải ơi, bạt trước làm nhà đi đâu hết rồi? Hả? À? Đâu kia à? Nếu mà buổi tối mưa nhiều quá thì lấy bạt ra phủ cắt rồi nhá. Để mấy nữa là nếu mà mình làm gì thì còn có cái mà làm nhá. Phủ cắt này thì nhìn như thế thôi, ít nhất cũng phải tầm độ tầm 5-6 khối đấy các bác ạ. Hải ở kia nhá. Mấy nữa mua lợn về là Hải với lại xử lại cái do lợn nhiều hơn á. Để thế đi cho nó cháy đi. Anh mới xử là anh với Hải là bây giờ xếp gạch ở đây đấy. Đây, đường xe máy chú xuống nhỉ? Chú xuống đúng không? Thế thì mình để lên trên đống cát này cũng được này. Đấy, đây. Ôm đi. Cát này thì mình để lên trên cát cũng được này.
Đây, cầm cái chổi đi. Thì ra lấy ra nó không để lên nóng cắt đi nhá, Hải nhá. Này kia. Đấy, sau khi mà hoàn thiện là nhà của các em thì cái số vật liệu là còn dư là cũng chỉ có cát với lại thêm sỏi thôi cô bác. Bạn này thì sẽ chơi là 4 viên luôn. Cháy chưa? Đấy, kệ nó tí nó không cháy. Sửa là đi đào đường là đến tối mới về à? Hải đây, con xe rùa cái ra đẩy cho nào. Được không? Gáy một chân thì cũng được. Xem là có đẩy được không, nếu mà đẩy được thì đẩy. Phải xếp về đi cho nhá, để anh cầm cho. Tại vì là khi mà ấy nó nặng hơn. Xếp về cái đây. Xếp cho nó gần nhau một tí. Đây, xe rùa thì sau cái thời gian sử dụng thì bây giờ một chân của nó cũng đã bị bay đi đâu mất rồi. Đi, tiếp đi, tiếp đi, cho nó đầy đầy đi. Cho đầy đi, để mình bó là dùng xe rùa chứ. Đầy đi, cho nó đầy thêm đi, cho xếp hết đi. Anh khỏe mà, không sao đâu mà. Không biết anh khỏe à? À, không nặng đâu, xe rùa đấy. Thêm hai nốt viên kia lên, thêm hai viên nó lên. Cái này thì xếp để lên trên cát này hết cô bác ạ, vì sợ rằng là bên kia là xe của nhà chú ấy. Xe của nhà chú hay đi ấy. Tháo được cái này ra này. Tháo tạo cái này ra đó. Ôi. Hải xếp ra đây cho anh mấy viên đây nào. Đây. Để anh làm cái chân chóng của nó. Xếp đi. Cho tầm 4 viên vào đây. Xem nào. Được chưa? À đâu, thôi rồi, tạm được. Rồi xếp gạch vào đây.
Thế là anh xử là anh ấy đi đào đường từ sáng sớm nay rồi à? Từ sáng rồi ạ. À, thế là đấy là thôn người ta gọi đi hay là như nào? Thôn người ta gọi đi ạ. Thôn gọi đi à? Thêm đi để anh giữ một tí nó sắp bốc đầu à. Thêm đi. Thêm đằng trước hai viên nữa kìa, tí nó không bị đổ. Đấy. Một viên nữa, ở bên này. Đấy, tí Hải cứ nhìn xong tí xếp về nhà nhá. Xếp xong rồi tí đừng hỏi anh ấy nhá. Xếp cho nó xuống. Đấy, được rồi. Đấy, xếp vào đây. Thấy lúc đầu thì định được định làm bằng cái cây tre hoặc là cái cây sao mộc và hoặc là cái tấm sắt B40 của bác. Đấy, nhưng mà tuy nhiên thì là cháu Lực, khi mà cháu Lực có ý định đấy làm các bác, thì cũng rất là nhiều ý kiến của các bác ở trên kênh là nói rằng là không có nên dùng làm những thứ đấy, tại vì nó không được lâu. Đấy thì, và thứ hai đó thì là cũng được là cô Minh, là cô ấy tiếp tục là gửi cho thêm cho cháu Lực thêm là 1 triệu nữa để mà làm. Đấy, coi như là cái tiền 1 triệu đấy thì mình sẽ để mà mua vật liệu của bác, mua gạch với lại mua xi chẳng hạn. Còn về những cái thứ khác công thợ này thì sẽ là bù trừ vào đấy. Đấy. Hải lấy bê ra đi Hải. Hai anh em mình bê sáng hay hết 200 viên bên gạch chưa Hải? Lúc nào mà mệt thì anh em mình nghỉ thôi. Còn là chết hết thì là mai mình sẽ lại tiếp tục bê sau. Một viên gạch này cũng ít nhất rơi vào độ là 5 cân đấy các bác ạ. Thank you.
tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Anh chờ chưa đến to rồi nào. Chưa, chắc phải đồ tầm 30 viên đấy. Nào. Ôi, nghỉ ngơi đã, Hải. Sao có nghe là được gần 100 viên rồi. Ôi, Hải. Sao bên này ngồi nghỉ ngơi, Hải. Nghĩa có ai nhớ sao rồi, hát xì rồi. Xì nhiều quá. Cái đường này, đường lên trên nhà trên này à Hải? À, 2 km kia ở nhà à? Hả? Bố mẹ đi đâu rồi? Bố mẹ đi đâu rồi? À, bố đang ngủ đây à? Cái chỗ này là đường lên trên nhà này cô bác này, thành ra là không có dám đào mấy, chứ không là đào tận trên này thì nó sẽ là cái đất cứng của nó hơn. Hai em ngồi nghỉ ngơi một chút đã, rồi thì tí sẽ tiếp tục làm, nếu mà không có chờ hết thì để mà chiều hay là để mai cho Lực lên thì tiếp tục là sẽ là vận chuyển hết là ra bên này đó. Thế thì ngày mai thì tiến hành khi mà người ta lên ấy, cho người ta xay luôn, xem là đội thợ nào mà người ta làm ấy vừa, nhưng mà cảm giác như là không có ai làm thì sẽ là tự làm luôn các bác. Tại vì xây một cái chuồng lợn thì bé tí tí, thì nha là người ta cũng không có bó công để mà lên, đường nó xa xôi quá. Đây, bây giờ thì cháu Lực lại em cùng Hải lại tiếp tục là vận chuyển gạch thêm một chút nữa các bác. Đây thì quãng đây thì cũng khá là gần đâu các bác ạ. Độ tầm chục chiến là hết rồi nhỉ. Anh là mỗi lần mà cứ làm mà 30 viên này. Ui, mọi người là thật thật đấy, phải đấy anh ấy. Vào người là nát luôn đấy. Nát tay ấy, nát chân đấy. Sau này bà đào cái đường kia to rồi thì đi xe tha hồ rồi nhờ. Thì đi lại cũng sao? Đi lại cũng rất là thoải mái. Xe này banh nó còn thủng xăm nữa nhá.
Hải mỗi lần được bao nhiêu viên? 3 viên à? Tính ra nhé. À, xử viên rồi à? Đào đường như thế nào rồi xử? Đào đường như thế nào rồi? Một buổi ăn cơm à? Lấy cơm đi ra đây ăn á. À. Tao xử chào con bà đã. Đây. Tí đâu quên nhỉ. Cháu xử xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị ạ. Hôm nay thì xử không ở nhà được thì xử đi làm gì xử nói cho các bác biết, không thì tí các bác nói là xử lại đi rừng ấy. Vâng, em đi đào đường ở trên đường trường ạ. Thế là con đường đấy là bây giờ là người ta mở ra đến tận đây à? Đầu mùa buổi thì đi ăn cơm đấy, xong thì mai máy xúc về đầu thôi. À là mai máy xúc ra vào à? Vâng, à. Mở đường trước thôi ạ. À thế là hôm đầu là gọi là khởi công của bác ạ, thành ra là dùng người để mà đào. Còn là ngày mai thì sẽ dùng là máy xúc lên để mà đào. Đấy, bây giờ thì sắp có đường to để vào đến đây rồi nhờ. Vâng. Đấy, trước, nếu mà trước mình làm nhà ở bên kia thì nó cũng gần đường. Nếu mà còn làm nhà ở cái chỗ mà đường, cái đồ đất của em ấy, thì là còn không có đường xe máy để đi vào nhờ. Vâng. Đấy, bây giờ thì đường to này, mấy nữa là người ta đổ bê tông hay sao đúng không? Vâng. Hãy đổ bê tông ra tận này thì sau này mà lấy chuyến vật liệu hay là lấy cái gì thì rất là thoải mái. Hãy xử là đi lấy cơm đi nhá. Vâng. Cơm nhá. Thế là xử đi vào kia ăn cơm à? Vâng. Ờ. Còn là cháu Lực với em Hải là tiếp tục là cái công việc mà vận chuyển gạch thêm một chút nữa. Nào. Đấy. Mặc dù là em xử là em không có ở nhà của bác ạ, nhưng mà cái công việc nào mà cần làm thì cháu Lực vẫn lên là cùng em Hải để mà làm. Mà em Hải thì còn là nhỏ tuổi cho nên là em mới làm được ít thôi. Đổ, nếu mà bên chính quyền người ta làm con đường xong ấy thì là bà con ở thôn này thì sẽ có đường đi rất là thoải mái cô bác ạ. Vào chân anh đau quá hả? Đây còn độ mấy thứ nữa là hết rồi. Anh em mình tiếp nghỉ ngơi một chút đã. Thì mới làm được 200 viên anh em mình. Bây giờ chắc còn tầm độ 50 viên thôi nhỉ. Đấy, trong thời gian qua thì được là cô Minh hỗ trợ về cái phần là chuồng trại thì cháu Lực cũng rất là vui mừng cô bác ạ. Đấy, để mà cháu Lực tiếp tục lên trên nhà của em Sử có thêm là những cái công việc để mà làm và các em thì sẽ lại tiếp tục
nhận được thêm là những cái phần quà rất là ý nghĩa tới các em cô bác. Trong thời gian qua thì các bác đã luôn luôn yêu. Ôi, cầm như này đi luôn à? Thế là bây giờ đi ăn cơm xong là tí lại đào tiếp à? Ăn cơm xong tí không có là về. À, thế xử rồi là chào tạm biệt với các bà đây. Các bà đây. Cháu xử chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ. Ờ, đây cầm cả một bát cơm. Ờ, đi đi. Đây, ở bên kia là bây giờ hiện tại là đang có cả bên chính quyền nữa cô bác. Cho nên là bà con ở trong thôn là lấy cơm sang bên kia là để ăn cơm. Gọi là như kiểu là hôm nay là ngày khởi công cô bác ạ. Thì ngày mai thì máy xúc sẽ là vào đào, chứ không phải là đào, không phải lấy người đào từ trên này ra bên kia đâu, nhưng mà đào từ điểm trường mà ra đến tận bên này. Đó là cái con đường ấy, là một con đường hình như là một cây 200 cô bác ạ, một cây 200m đấy. Hay ngồi nghỉ ngơi một lúc thì cháu Lực sẽ tiếp tục lại cùng em Sử đi cùng em Hải là vận chuyển nốt cái số gạch ra bên kia cô bác, và chuyện còn lại thì sẽ ngày mai sẽ để thợ người ta lên là sẽ làm cái chuồng cho em Sử với lại em Hải để mà nuôi lợn của bác. Thầy còn là cái thức phim hôm nay thì cũng khá là dài rồi các bác ạ. Chắc là cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi các bác. Và cảm ơn các bác đã theo dõi video, và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị trong số tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Chào Hải, chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ.